Thưa quý ông bạn chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta trong tuần qua chúng ta nghe tin tức về chiến tranh ở tại Do Thái. Có nhiều người nghe rõ hơn, có một vài người nghe ít hơn, nhưng mà đây là điều xảy ra là vào rạng sáng thứ bảy tuần trước ở tại Do Thái, một nhóm khủng bố Hamas là một nhóm khủng bố thuộc người Palestine bất ngờ xâm nhập vào địa phận của người Do Thái Họ bắn giết một cách dã dạ man ở trong một cái buổi tập hợp, một cái chương trình ca nhạc. Họ bắn chết gần 300 người, mặc dù chạy họ vẫn bắn chết. Và họ đi vào nhà của nhiều dân lệnh, có nhiều gia đình, hai vợ chồng đứa con chết hết. Họ bắn và những gia đình nào chui xuống hầm thì lựu đạn quăng xuống đó. Và đến giờ này người ta ước lượng việc chết đã đến khoảng 1 hai hoặc 1.300 người đã chết ở tại Do Thái. Điều đó xảy ra trong cuối tuần vừa qua. Dĩ nhiên đất nước Do Thái không dừng lại tại đó. Và vì vậy cho nên quân đội Do Thái đã tìm mọi cách để có thể um, phòng ngự, để có thể trả thù, để có thể giải thoát khoảng chừng 150 người đã bị bắt làm con tin mà hiện nay quân Hamas đã đem vào trong cái vùng giải Gaza và giấu dưới tầng hầm người ta không biết những người đó ở đâu. Và vì vậy cho nên cả đất nước ở trong cái cảnh tan thường, cả đất nước ở trong một hoàn cảnh đối diện với một sự tin khủng khiếp về từ người già, trẻ em cho đến tất cả mọi người đều có thể bị giết chết bằng bất kỳ một cách nào tàn nhẫn nhất. Điều này đặt dời người Do Thái vào một hoàn cảnh cấp bách cho nên trong vòng trong vòng một hai ngày, thì, đất, thì chính phủ Do Thái kêu gọi tất cả những người um, uh, quân dự bị Là những người đi, đi, đi kiểu như là đi quân dịch đó Tức là đi nghĩa vụ quân sự đó Sau một vài năm thì họ được uh, rời ngủ và họ đi về nhà Bây giờ kêu tất cả những người đó lại Trong vòng vài ngày thì người ta vận động được 360.000 quân trở lại Để có thể chiến đấu cho đất nước Và trong khi họ kêu như vậy thì điều đặc biệt mà tôi chia sẻ với ông bạn cho em Nếu quý ban kỹ thuật có thể giúp tôi Tôi chia sẻ một vài tấm hình Tôi chia sẻ với quý vị một vài tấm hình Về những người mè, thanh niên Những người đàn ông do Thái Ở trong hoàn cảnh đất nước đau thương như vậy Nguy hiểm như vậy Thì hàng vạn người do Thái Ở khắp nơi trên thế giới Tìm cách đổ về do Thái họ ra mua vé máy bay nhiều người mua những cái, loại để có thể bảo vệ đem về do thái và nhiều người sống ở nước ngoài nhiều người đi du lịch thậm chí có nhiều cặp đôi vợ chồng đi dự honeymoon sau đám cưới của họ họ đi về hai tấm hình mà quý vị thấy đây là một tấm hình mà họ lên các sân bay nhiều nơi và quay về do thái một tấm hình tiếp theo tôi thấy rất là cảm động của hai người có là một người cha và từ giả một đứa con và anh thanh niên đó Quay trở về Do Thái để có thể chiến đấu, để có thể bảo vệ Ở trong một hoàn cảnh mà đất nước họ gặp những sự khó khăn Một trong những người theo Do Thái đi du lịch tại Mỹ Khi tìm cách về lại Do Thái Khi trả lời những phóng viên khi hỏi việc của anh trở lại Thì anh nói như thế này Anh nói đây là điều đúng mà tôi phải làm Vấn đề không phải là tôi Mà vấn đề là an nguy của đất nước Israel Là của dân tộc của đất nước tôi mục tiêu của chúng tôi bây giờ đó là phục vụ, làm một điều cho những điều tốt đẹp hơn mà tôi phải làm. Một người khác um, có con ở Mỹ. Một vài đứa bé ở Mỹ và anh đó là từ giả đứa con của mình trong lúc mấy đứa nhỏ đang ngủ và anh đi ra sân bay. Người ta hỏi anh đó thì anh nói rằng tôi muốn ở với gia đình. Tôi muốn nhìn thấy những đứa con của tôi nó lớn lên. Nhưng bây giờ Tôi phải để điều đó qua một bên để tôi chiến đấu cho một điều lớn hơn cho quê hương đất nước của tôi. Nhìn những cái hình ảnh đó rất là cảm động. Chúng ta có tự đặt mình trong hoàn cảnh đó chúng ta nói đúng. Đây rất là cảm động. Nhưng mà những người đàn ông này, những người thanh niên này đã biết rằng có một điều lớn lao hơn mà mình phải dấn thân vào đó. Cho nên thưa quý ông bạn chị em tôi nghĩ rằng trong khi trong nhiều đất nước khác khi chiến tranh như vậy người ta bỏ đất nước chạy ra Người ta trốn Mà ở trong hoàn cảnh này thì người như người Do Thái khắp nơi lại đổ về đất nước họ Đây là một điều rất là đặc biệt Mà họ biết rằng đất nước họ cần họ Và rằng họ phải góp một phần nào đó trong đất nước của họ Tôi nghĩ rằng đây là điều mà tôi kêu gọi quý ông bạn chị em hãy cầu nguyện cho họ những người này. Cầu nguyện cho đất nước Do Thái cầu nguyện cho con cháu Abraham và đó là điều mà Kinh Thánh nói rằng hãy cầu nguyện cho Jerusalem. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh đó, cái câu chuyện đó chúng ta sẽ thấy một điều thưa quý ông bà, anh chị em đó là chúng ta học nơi họ điều gì? Chúng ta học nơi họ điều gì khi chúng ta nghĩ về gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời? tôi không nói về đất nước việt nam nhưng tôi đang nói về việc, việc gia đình hội thánh của đức chúa trời tại nơi đây vì vậy cho nên đây là điều mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến những người bỏ qua một việc riêng tư của mình vì một cái chung một cái gia đình lớn hơn một cái điều mà chúng ta đáng để có thể làm một điều gì đó trong mấy nhà chung của gia đình đức tin và tôi nói về hội thánh baptist forward mà tôi mong là nhiều người trong chúng ta là những con cái chúa trong hội thánh baptist forward chúng ta đã thể làm được điều gì cho hội thánh của Chúa tại nơi đây. Trong hơn một tháng qua, tôi chia sẻ với quý ông bạn cho em về những mục đích của hội thánh. Mời quý vị nhìn thấy hai bên tường, Bằng bên tiếng Việt, một bên tiếng Anh. Thực sự ra điều này tôi không biết bao nhiêu người để ý điều này. Điều này nhắc chúng ta rằng hội thánh này tồn tại để làm điều này. Chúng ta hiện hữu để làm điều này. Vì vậy cho nên tôi đã chia sẻ với quý vị trong à, vài tuần qua về việc đó rằng tôi, quý ông bạn, chị em, hội thánh của Đức Chúa Trời, ngôi nhà này và tất cả chúng ta có mặt tại nơi đây, chúng ta đến tại nơi đây, chúng ta hiện hữu vì một lý do nào đó. Nó không phải là tình cờ, nó không phải là cho vui, nó không phải là tìm một đoàn thể để chúng ta gia nhập, nhưng mà có một mục đích lớn hơn trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta tiểu tồn tại tại đây đó là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi mong là quý ông bà nhớ, anh chị em nhớ điều đó. Cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, hãy trung tín đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Tôi muốn nói với quý vị điều đó. Có nhiều người nghĩ thế này Lâu lâu mình nghĩ thờ phượng bữa cho mình relax Và cảm thấy rằng không thờ phượng là relax Chúng ta có suy nghĩ ngược lại Đáng lẽ ra thờ phượng là một cái điều gì mà chúng ta cảm thấy Chúng ta hưởng nhận Thì nhiều người là cảm thấy rằng Có cơ hội để mình không thờ phượng Cho nên tôi kêu gọi con cây chúa tất cả mọi người Từ những người lãnh đạo hội thánh Cho đến con cái chúa những người mới tin chúa rằng Thờ phượng Đức Chúa Trời Là điều mà hội thánh chúa phải làm Và mỗi cá nhân chúng ta phải làm Tôi ngạc nhiên khi nhiều người nghĩ rằng cái giờ thờ phượng đó là không quan trọng, tôi phải tôi làm điều gì trong giờ thờ phượng đó hoặc là chúng ta kể nó là một phần thiếu yếu và cuối cùng chúng ta làm một cái điều gì đó chúng ta xảy ra trong giờ thờ phượng mà chúng ta bỏ mất giờ thờ phượng. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và đó là lý do thánh chúng ta tại đó tồn tại. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi biết một vài điều thế này, chỉ vài người thôi cảm thấy ghiền thờ phượng. Hôm nay bỏ thờ phượng gì không được và đó là ghiền thờ phượng. Tôi ước gì tất cả chúng ta đều có điều đó bởi vì đó là cách mà chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai đó trong hội thánh đó, là để thông công rằng chúng ta phải có mối liên hệ với nhau. Đại đa số trong chúng ta không biết người khác. Chúng ta không thân thiết với người khác. Nếu có điều gì đó mà khiến chúng ta cảm thấy thân, thương yêu họ, mỗi lần họ bệnh một cái gọi nhau liền và chạy tới giúp nhau là tại vì chúng ta thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Thông công tức là cái mối liên hệ đó rất hãy trân quý rồi đó hãy nuôi dưỡng điều đó, hãy bảo vệ tình thông công trong hội thánh. Như tôi chia sẻ với quý vị, tôi đến hội thánh ân điển ở tại Florida, ở tại Pensacola, mà nơi mà Thanh và Thái An từ đó ra đi đó. Hội thánh uh, số người ít hơn chúng ta một chút xíu, nhưng mà khi bước vào, tôi thấy họ liên hệ với nhau, tôi cảm thấy có một điều gì nó rất là gần, rất là yêu mến, rất là thân thân thiết. Mà tôi nghĩ rằng ước gì hội thánh forward được như vậy. Đôi khi nhiều người trong chúng ta, chúng ta rất là lịch sự, nhưng chúng ta không thông công thật Bỏ qua những cái hàng rào đó Cho nên tôi ước ra thì chúng ta trăng quý điều đó Nuôi dưỡng điều đó vượt lên trên Bảo vệ cái sự thông công của hội thánh Để chúng ta sẽ thấy đó, cái chỗ mà chúng ta đến là một điều gì hết sức là phước hạnh cho nên đến lúc nào mà có một người họ đi xa nhiều năm rồi từ Florida họ bỏ nhà qua đây nhiều năm họ hầu việc Chúa ở tại đây nhưng mà cái lòng họ vẫn cứ cứ nặng nặc đồ về bên kia đến bao giờ mà hội thánh này có những đứa những đứa con của chúng ta những người trẻ những anh em trẻ chúng ta hội thánh mà vì lý do nào đó họ phải rời họ cảm thấy như vậy hội thánh của Đức Chúa trời hãy xây dựng mối liên hệ đó trong tình thông công. Điều thứ ba hội thánh tồn tại là tại vì để có thể môn đồ hóa nghĩa là chúng ta học lời Chúa chúng ta nghe lời Chúa chúng ta phải cần phải được lớn lên trong Muốn liên hệ với Chúa để có thể kết quả cho Chúa. Tôi kêu gọi quý ông bà anh em một lần nữa rằng hãy tham dự các lớp học kinh thánh. Hãy tham dự các lớp học kinh thánh, đó là cái cách để chúng ta lớn lên. Có nhiều người chỉ biết hãy hãy học, hãy các cái đừng có đến đâu mà tôi thấy cái anh chị đó mà ở trong nhóm đó tôi không ở trong nhóm đó. Đừng có làm cái gì đó, hãy đến nơi mà quý vị chúng ta thể học được lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên đó là lý do hội thánh tồn tại. Lý do thứ tư đó là để chúng ta có thể phục vụ Quý ông bạn chị em hãy học tập phục vụ. Tức là làm một cái điều gì đó. Chúng ta có thể làm một điều gì đó trong hội thánh của Chúa. Tức là dĩ nhiên chúng ta đến đây để có thể được anh em người ta khác phục vụ mình. Điều đó là quý. Nhưng mà chúng ta cũng hãy làm một cái điều gì đó. Và đó là cái lý do hội thánh tồn tại. Và điều cuối cùng đó là hãy rao truyền phúc âm. Hội thánh có mặt tại đây là để rao truyền phúc âm. À, tôi cảm ơn Chúa là hôm qua cái một vụ gieo giống đã bắt đầu uh, nổ máy lại. Ngày hôm qua có bốn anh chị em ra chợ để có thể à, tiếp xúc gặp người thân và thường là lần trước thì thường đi vào chiều chủ nhật sau giờ thờ phượng cho nên nhiều người họ đi chợ họ về rồi họ không có đi chợ nữa sáng thứ bảy thì nhiều người đi chợ mà tôi nghe nói rằng sáng thứ bảy đi ra đi ngồi ngoài đến đi chợ để thì gặp rất là nhiều người quý vị sẽ làm được điều đó cho nên tôi kêu gọi thế này à, trong lần tới nếu có thể được thì quý ông bạn chị em vẫn có thể đến đây cầu nguyện ra chợ ít bữa này sẽ có một cái danh sách gửi đến quý ông bạn chị em cái danh sách những người mà một số anh chị em chúng ta ra chợ tiếp xúc được đó hãy cầu nguyện cho những người đó điều đó không phải chỉ những người đó thôi cho tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa tại nơi đây chúng ta tồn tại để rao truyền phúc âm à, cách đây hai tuần khi tôi nói về việc rao truyền phúc âm đó, thì trong tuần qua có một người gọi tôi Thế nói thế này con nghe một sư nói như vậy Con phải đi Việt Nam Tôi không biết có phải là cổ chuẩn bị trước hay chưa Nhưng mà cổ gọi tôi để cầu nguyện cho một người chị họ của cổ bên đó Và tôi nhờ vị một sư đến đến thăm Và trong tuần qua người đó đã tiếp nhận Chúa gửi hình cho tôi thấy ngày hôm qua Và tôi nói rằng đây là quý của cổ nói rằng Con nghĩ rằng mình phải làm thế nào cho một người tin Chúa Ít nhất một người tin Chúa Và nhiều người hơn như vậy càng tốt À, tôi cảm ơn Chúa bởi vì có một người nghe lời của Chúa một cách đơn sơ nhận được có đơn sơ và sống cái đơn sơ tôi kêu gọi quý ông bạn cho em hãy làm điều đó một cách đơn sơ bởi vì có một người nào đó mà chúng ta có thể cầu nguyện cho họ để họ tiếp nhận chúa vậy thì chúng ta có năm điều là điều thứ nhất là hội thánh tồn tại để thờ phượng để gì nữa quý ông bạn cho em thông công thứ ba là muốn đồ hóa thứ tư là phục vụ thứ năm là ra truyền phục âm để có thể làm được những điều này chúng ta bắt đầu từ đâu nhiều người nghĩ rằng phải tổ chức phải thúc giục nhau phải đưa mọi người vào trong tổ chức điều đó đúng nhưng tôi tin rằng điều đó phải bắt đầu từ tấm lòng bởi vì nếu lòng của chúng ta không có đụng chạm, không ước ao, không khao khát điều đó, không bao giờ chúng ta có thể hội thánh Chúa tại đây có được điều đó. Cho nên trở lại với Philip đoạn 1, tôi chia sẻ với nguyên bạn cho em điều này, những điều chúng ta vừa học với nhau. Trong Philip xin lỗi trong Philip đoạn 2. Trong Philip đoạn 2 từ câu 2 cho đến câu số 11, sứ đồ Phaolô kêu gọi con cái Chúa tại hội thánh Philip, anh em ơi hãy bắt đầu từ tấm lòng của mình và tấm lòng đó giống như cái âm lòng của Chúa Giêsu ông nói sau đó ông nói như thế này ở trong câu số 1 rằng vậy nếu trong đấng Christ có điều yên ủi nào nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào nếu có sự thông công nơi thánh linh nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót ông nói rằng nếu 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 quý vị để kinh thánh ý thấy không như vậy trong đấng Christ có không trong đấng Christ có yên ủi không yes trong đấng Christ có yêu thương không yes trong đấng Christ có sự thông công thánh linh không yes Ông nói nếu mà có những điều đó đó thì sao nữa? Thì và đây là điều ông nói. Ông nói rằng thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng và làm cho tôi vui mừng trọng vẹn. Nghĩa là bắt đầu bằng tấm lòng của sự hiệp một. Hội thánh của Đức Chúa Trời kiểu cách đông đi chăng nữa thì chúng ta không thể không không có sự hiệp một. À, khi mà chiến tranh xảy ra ở tại bên Do Thái Tôi thấy một điều họ làm thấy lạ đó là khi chiến tranh xảy ra một hai ngày sau đó quý vị biết Do Thái là một nước dân chủ gần như Mỹ nó có những cái đảng đối lập và những cái đảng đối lập với nhau là chống đối nhau nói này nói khác cho nên anh này lên anh kia tìm cách kéo xuống tức là nói anh này chỉ ra những điểm sai của anh này nhưng khi chiến tranh xảy ra cái điều đầu tiên họ làm đó ông thủ tướng làm đó là ông kêu gọi cái ông lãnh đạo của một cái đảng đối lập ngồi lại với nhau để họ thành lập một cái cabinet, một cái nội các là nội các cho chiến tranh đó. Những người đã tập hợp lại và đồng ý với nhau việc đó. Và họ tập hợp lại. Tại sao họ làm như vậy? Nếu họ chia rẽ, họ không thể chiến thắng. Và đó là cái cách mà họ đã làm. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, ma quỷ sẽ không làm được gì nếu hội thánh của Chúa hiệp một. Ma quỷ sẽ không làm gì được hết khi chúng ta có lòng hiệp một với nhau. Cho nên đó là lý do mà ở trong tin lần gian đoàn số 17. Ở trên thời gian ở trong đoàn số 17, Chúa Giêsu cầu nguyện cho hội thánh hiệp một vì đó là điều cần. Cho nên Phaolô nói rằng thì anh em hãy hiệp ý với nhau. Nếu quý mạnh cho em đọc cái câu kinh thánh đó thì sẽ thấy bao nhiêu lần nói là một 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 đó hiệp một đồng tình đồng tâm đồng tư tưởng cái chữ tư tưởng là trong bản tiếng Anh nếu quý vị thấy là là cùng một mục đích Tức là ước ao về hội thánh như thế này Và chúng ta cùng một cái như vậy Thì hội thánh sẽ tăng lên sức mạnh Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em Để có thể xây dựng hội thánh Tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em Từ tất cả mọi người Nếu quý vị là những người có ảnh hưởng nhiều Hãy dùng ảnh hưởng của mình để đem đến sự hiệp một Hãy nói sự hiệp một Hãy sống trong sự hiệp một Hãy cầu nguyện trong sự hiệp một Cho nên anh chị em ơi Hãy giữ lòng trong sự hiệp một Và đó là cái điều mà chúng ta phải làm Điều thứ hai đó là để có thể bắt đầu tận tấm lòng thì bằng tấm lòng của sự khiêm nhường. Tấm lòng của sự khiêm nhường. Khi một người hầu vì Chúa làm công việc Chúa sẽ có nhiều lý do để làm việc đó. Đó là điều thật từ trong thời kinh thánh cho đến ngày nay. Có những cái động cơ chung quanh. Trong thứ tư tuần qua khi chúng tôi học kinh thánh, tôi trên đường đi về đó thì tôi có thể học cánh thánh được và ông Huỳnh uh, Công Lộc nếu các bạn cho em hội thánh chúng ta hãy ít người vào quý vợ vừa vào đó thì ông Huỳnh Công Lộc là một chấp sự ở tại Long Xuyên ông là một giáo sư pháp ngữ của Đại học Cần Thơ ông đã về hưu và ông giúp cho tôi trong cái việc hướng dẫn và trong tuần qua đó khi học ở trong thơ Philip đoạn một câu 15 cho đến câu số 18 cái cái bài học cái câu hỏi mà ông đặt ra đó là cái động cơ nào khiến một người đi truyền bá phúc âm nó liên quan đến cái chỗ nhiều người đi nói chuyện về Chúa Nhưng mà có một cái động cơ riêng trong lòng họ Và vì vậy cho nên ở trong cái câu kinh thánh chúng ta thấy đó Phaolô dạy như thế này Động cơ nào khiến cho một người làm công việc Chúa Ở trong câu số 3 thì ông nói như thế này Chớ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh Nghĩa là đôi khi chúng ta làm công việc Chúa vì tranh cạnh hoặc vì hư vinh Đó là lý do như vậy cho nên ông bảo rằng đừng làm như vậy, đừng làm vì thử hy vinh, vì tiếng khen. Nhưng sao nữa? Hãy khiêm nhường có người khác cho tôn trọng hơn mình. It's very hard, rất là khó. Mình lúc nào mình cũng thấy mình chẻm chệ lên đây mà làm sao coi người khác hơn mình. Nhưng mà đó là cái lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để có thể có người khác. Mình có thể hầu vị Chúa đó. Hãy khiêm nhường, hãy 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 cho thấy rằng thực sự ra đó, khiêm nhường không có nghĩa là, mình như thế này mình nói ở tôi không có làm được gì đâu, tôi không có, tôi nó ăn, tôi nó ăn dở lắm, nó ăn thiệt ngon hoặc là nó bây giờ chơi thiệt hay và chơi đàn ấy nó, oh, tôi không biết chơi đàn tôi gõ gõ sơ sơ nó không, không phải, khiêm nhường không phải là nói ít về mình, quý vị biết đó không, à, ông rick warren nói rằng khiêm nhường không có phải là nói, nó, nó tệ về mình, nó thấp về mình, không phải tự mình nói như về mình nói xấu về mình, nhưng khiêm nhường là ít nghĩ về mình, mà nghĩ về người khác, và đó là cái khiêm nhường thật mà, ông Rick Masigrat vừa ông nói. Cho nên thưa quý bạn cho em thực ra không dễ mỗi người trong chúng ta đều mang một cái tôi rất là lớn. Nhưng mà để có thể làm công việc Chúa để có thể xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải phải học tập khiêm nhường nghĩa là đừng coi mình trở nên quan trọng. Đừng có mình trở nên quan trọng mà mình coi người khác thực sự họ đáng được tôn trọng. Một trong những điều chúng ta gặp những người mà tệ hơn chúng ta có những tật xấu Đôi khi chúng ta nghĩ rằng anh là tệ quá nhưng mà khi mà tôi á mà tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng xảy ra trong tư tưởng của tôi và quý ông bạn cho em những lúc như vậy đó thì tôi nghĩ rằng Chúa nghĩ về gì về người đó thực ra đã đi giúp đi giúp tôi Chúa cũng thấy người cái sự cao trọng cái sự cao quý của linh hồn người đó và điều đó nó giúp cho tôi để tôi biết rằng những người chung quanh chúng ta nó khác chúng ta nhưng rất là rất là đáng quý bởi vì Đức Chúa Trời coi trọng họ. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em rất là xứng đáng để chúng ta có thể cúi mình xuống với nhau và chúng ta cúi mình xuống cho nhau trong tinh thần của một tấm lòng khiêm nhường. Phaolô nói tiếp về một tấm lòng phục vụ ở trong những câu kinh thánh ông viết với cho người Philip. Phục vụ khi mà phục vụ đó thì không thể không nghĩ về người khác. Và đó là sự phục vụ. Chúng ta sống trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân rất là nó nó coi như nó kiểm soát chúng ta. Chúng ta chỉ nghĩ đến mình và chúng ta chỉ tôi 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 lúc nào cũng tôi. Chúng ta đòi hỏi cho chính mình, chúng ta chỉ biết có mình. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nghĩ về mình thôi thì chúng ta không thể phục vụ một tấm lòng phục vụ là một thằng nghĩ đến người khác, đến nhu cầu của người khác. Vì vậy, cho nên ở trong câu số 4, đây là điều pha nói như thế Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác nữa. Chăm về lợi kẻ khác là gì? Là nghĩ đến người khác nghĩ đến anh chị em mình, nghĩ đến những quyền lợi khác. Bởi vì chúng ta chỉ có thể phục vụ khi chúng ta nghĩ đến anh chị em mình. Một người nào đó bệnh, một người nào đó yếu, một người nào đó không có xe để đi, một người nào đó cần sự giúp đỡ. Vì, vì chúng ta phải nghĩ về họ. Nếu chúng ta không nghĩ về họ, không cách nào mà chúng ta có thể làm được gì cho một người nào đó. Cho nên xin chú dắt cho tôi với quý ông bạn trên giới cầu anh Thánh rằng mỗi người trong chúng ta đừng chỉ chăm về lợi mình, đừng cứ chỉ chăm gia đình mình, chỉ chăm nhà của mình thôi. Nhưng mà hãy nghĩ về người khác nữa và bao giờ chúng ta nghĩ về người khác, bây giờ chúng ta sẽ rụt rịch để có thể làm được một điều gì đó cho người khác. Quý ông bà anh chị em hãy bắt đầu tấm lòng phục vụ bằng sự nghĩ về người khác. Cho nên tôi dừng tại đây và hỏi ông biểu, quý ông bà anh chị em một điều rằng quý vị thường nghĩ đến là về ai? Mình, gia đình mình, người thân của mình hay là những người khác vòng ngoài? lòng của anh chị em hướng về ai và đó là điều Phaolô muốn nói rằng anh chị em ơi cái chữ mà tôi không biết phải dịch thế này mỗi người trong anh em chớ chăm mà đáng lẽ ra rằng đừng chỉ chăm về lợi riêng của mình tức là tôi phải lo cho tôi điều đó đúng nhưng mà không chỉ cho tôi mà thôi nhưng mà phải nghĩ đến người khác nhưng mà cái chữ nửa sau đó cái chữ người nữa, nữa của cái cuối câu chữ của số 4 đó của em chị em có nghĩa là tôi chăm cho tôi, sửa soạn cho tôi, nhưng tôi cũng nghĩ đến người khác. Cho nên điều này có nghĩa là tôi kêu gọi quý ông bạn cho em một điều trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở đây. Chúng ta nên học tập trong đời sống phục vụ. Vậy thì, sau khi Phaolô nói điều đó rồi, đó ông không dừng lại tại đó. Ông nêu lên một cái tấm gương mà chúng ta nếu quý vị trong kinh thánh, một trong những cái cái đoạn cái phần đoạn kinh thánh ba bốn câu kinh thánh mà nó nói đến một cái chiều sâu của đức chúa giêsu đó thì đây là, đây là những câu kinh thánh này. Ở trong câu số 5, Phaolô nói như thế này: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tức là anh em hãy làm điều đó với tấm lòng giống như Chúa Giêsu như vậy. Anh em có thể là uh, hiệp một. Quý bạn cho em biết là kinh thánh nói rằng Chúa Giêsu cầu nguyện đó là con cầu nguyện cho sự hiệp một như chúng ta là một. Quý bạn chị em nhớ câu đó ở trong tin lành Giăng 17 không? Chúa nói rằng khi chúng ta nghĩ đến ba ngôi Đức Chúa Trời, nó có một sự ràng buộc sự hiệp một của Chúa nói rằng đó là biết đầu bắt đầu từ Đức Chúa Trời ngài Chúa Sư khiêm nhường khiêm nhường như thế nào ở trong phần sau đó nếu quyền ban chị em có ở trong kinh thánh đó, thì dòm trong này tôi không post trên bản trong câu số 6 thì nói rằng ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nghĩa là ngài là Đức Chúa Trời nhưng ngài không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã từ bỏ mình đi lấy hình tôi tới và trở nên giống như ngòi loài người. Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống văn phục cho đến chết. Thậm chí chết trên cây thập tự. Nghĩa là Chúa đã từ bỏ Ngài đi. Chúa quên mình. Chúa nghĩ đến những người hư mất trên trần gian. Chúa nghĩ đến những người mà không có cái mục đích trong đời sống. Chúa nghĩ đến điều đó và cuối cùng Ngài hạ mình xuống và Ngài từ bỏ chính mình. Và nếu có lúc nào đó quý ông bà, anh chị em khi chúng ta nghĩ về người khác mà nó có sự tranh chiến trong lòng mình đó Chúng ta nói Mình vẫn cái dặn vật trong lòng mình Đây là điều tôi kêu gọi quý ông bạn cho em Hãy nhớ đến Chúa rằng Chúa đã làm điều đó Ngài đã làm điều đó cho chúng ta Nếu ngày hôm nay chúng ta biết rằng Mình được bình an, mình được sống, mình được cứu Và nếu mà bây giờ quả bom nó nổ ngay giờ này Mình qua đời Mình biết rằng mình về với Đức Chúa Trời Sở dĩ có điều đó là tại vì có ai đó đã làm và điều đó là Chúa đã làm. Cho nên mỗi lần chúng ta nghĩ đến người khác có điều gì nó dày vật, dằn vật trong sự tranh chiến trong khi chúng ta nghĩ về người khác. Hãy nhớ đến Chúa. Ngài đã làm cho chúng ta. Vì vậy cho nên hãy nghĩ đến người khác và điều đặc biệt là hãy nghĩ về với hội hội thanh của Chúa tại nơi đây, đây. Đây là ước ao của tôi khi chia sẻ với con bạn cho em những điều buổi sáng hôm nay. Mỗi lần mà tới tháng 10 thì quý vị sẽ thấy từ đến tháng 10 đến cuối năm đó Có những công việc mang tính hành tránh trong Hội Thánh Một nào là sắp xếp, một nào là tổ chức Và điều đó nó cứ sẽ đi sẽ lại hoài Và vì vậy cho nên đây là điều tôi chia sẻ với quý vị một số những điều Mà tôi tin rằng Hội Thánh của Chúa tại nơi đây Chúng ta cần phải định hình trở lại Cần phải cam kết trong sự xây dựng mới Hội Thánh Sau mùa dịch qua rồi thì chúng ta không đông trở lại Số người của chúng ta không giống như trước dịch Một số những người nghĩ không trở lại nữa rồi chúng ta có vài năm trước thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ um, nhập lại với hội thánh Elevate nhưng mà vài, vì vài lý do mà chúng ta không làm được. Rồi bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Rồi chúng ta cũng cố gắng cái chủ nhật để nhờ thờ như vậy cứ đợi ngay bài giảng rồi về. Không hội thánh trước phải làm một cái điều gì mới. Và vì vậy cho nên uh, tôi chia sẻ với quý vị là nhiều năm trước có một người trẻ để nói với tôi. Cô bây giờ thì, cô bây giờ cũng còn trẻ thôi. Cô nói với tôi thế này. Khi mà tôi cảm thấy tôi nói chuyện là tôi rất là trăn trở về hội thánh Làm thế nào để uh, hội thánh lớn lên Nó y ạch hoài à Làm thế nào để kết quả mình phải do something Thì mà tôi cũng không biết làm gì Mà tôi nói là phải làm này 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 Thì cái đây là cái lời người đó nói với tôi như thế này Người ta nói rằng khi tôi nói chuyện xong người nói, nói rằng, Thì mục sư cứ nói với hội thánh những gì mà Chúa đặt trong lòng mục sư và mục sư cứ nói với hội thánh về những điều ít ra thì hoặc là những ước ao của mục sư về hội thánh và đó là cái điều còn nói với tôi Ồ tôi nghĩ điều đó cũng đúng Có thể có người chịu có người không Nhưng mà it's ok Đó là cái điều mang nặng trong lòng của mình Vì vậy cho nên trong buổi sáng hôm nay Tôi muốn chia sẻ với các bạn chê một vài điều Mà lòng tôi vẫn nặng Vẫn trăn trở cho đến giờ này Trong sinh hoạt của Thánh từ đây Trong những tháng cuối năm Và ít ra thì trong một năm sắp tới Trong 2014 Tôi kêu gọi, tôi ước ao rằng những người hậu về Chúa cùng với chúng tôi, những người lãnh đạo trong hội thánh hãy suy nghĩ, hãy cư mang, hãy làm điều này cùng với nhau, làm một điều gì đó cho hội thánh của Chúa tại nơi đây. Điều thứ nhất tôi chia sẻ với các bạn cho em để cầu nguyện và biết là hãy phục vụ trong ban chấp hành hội thánh. Tôi nói điều này là tại vì thế này, tuần này thì chúng ta sẽ thu phí đề cử, và hai tuần nữa thì chúng ta bầu cử. Dĩ nhiên ban chấp hành hội thánh là những người chịu trách nhiệm chia sẻ công việc với nhau trong hội thánh nhưng không phải là những người duy nhất cũng không phải là người nắm trong tay quyền hành họ là những người sẵn sàng phục vụ và dĩ nhiên sự, sự phục vụ của những người đó là cùng tất cả con cái chúa nhưng tôi nghĩ rằng đây là những người nhân sự của hội thánh những người có tấm lòng những người sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm cho nên tôi kêu gọi quý ông bạn chị em thì điều này, này tất cả mọi người của ông bạn chị em mọi người nên làm phần việc của mình có thể được để hầu vị Chúa góp một tay trong sự hầu vị Chúa và trong trường hợp quý ông bạn chị em là những người mà nếu Chúa kêu gọi quý vị hãy sẵn sàng bằng tấm lòng hiệp một bằng sự khiêm nhường bằng sự phục vụ tôi nói lại một lần nữa là nếu Chúa kêu gọi tôi kêu gọi ông quý ông bạn chị em là tại vì Chúa kêu gọi chúng ta để phục vụ không phải chúng ta ở đó để mà làm một cái quyền gì hết nhiều người nghĩ rằng vô trong đó sẽ tranh chấp và cãi cọ lẫn nhau Yes, trong các buổi họp cãi lẫn nhau mà điều đó để tìm ra cái điều tốt nhất nó không phải là một sự tranh chấp dĩ nhiên nó có những cái sự rạn nứt những điều đó không nhất thiết phải có lại trồng lại trong lòng của những người lãnh đạo những người phục vụ cho nên quý ông bạn chị em hãy cùng nguyện cho những người đó và nếu trong trường hợp Chúa kêu gọi quý vị đừng thoái thác hãy để Chúa nói với mình có nhiều người với tôi rằng cho tôi không làm được một sư ơi, tôi không làm được tôi điều tôi kêu gọi với ông bạn chị em hãy nói với Chúa điều đó đừng nói với tôi tôi không có cái tôi không can thiệp vào cái vấn đề mà chọn người làm việc này việc khác tôi ở đây nhiều năm rồi gần 10 năm rồi tôi không hề can thiệp điều đó ở trong tay của quý vị hãy nói với Chúa điều đó và quyết định cho nên Chúa nó muốn mình điều gì cho nên hãy cùng hầu việc Đức Chúa trời ở trong những người trong ban chấp hành hội thánh ở trong những nhân sự của các ban ngành hãy làm điều đó chúng ta không phải đông lắm nhưng chúng ta có đủ năng lực để có thể hầu việc Đức Chúa trời cho nên tôi kêu gọi rằng, tôi ước ao rằng, tôi mong đợi rằng những người con cái Chúa trong hội thánh sẽ đứng lên để cùng hầu vị Chúa. Điều thứ hai đó là xây dựng một vụ thiếu nhi. Cảm ơn Chúa tôi cầu nguyện cho một vụ thiếu nhi 6 tháng trước đây. Thực ra thì tôi cầu tôi trăn trở từ đầu năm, tôi bắt đầu cầu nguyện từ tháng 4. Tôi chia sẻ với một vài người không phải lúc nào cũng có thể được đón nhận những cái ý kiến này. Nhưng cảm ơn Chúa là sự lắng nghe sự hiệp tác của nhiều anh chị em chúng ta đã bắt đầu nếu quý vị để ý thấy sáng hôm nay mười mấy đứa trẻ đứng lên đây mẹ lòng tôi rất là là vui khi nhìn thấy con em của chúng ta trong đó có cháu tôi trong đó có cháu của nhiều người và tôi cảm ơn ơn Chúa vì những người đã có thể làm được điều này chúng ta bắt đầu được điều này có một điều là tâm vài tuần qua tôi nghe cô April, April cổ kể tới một vài điều liên quan đến sinh hoạt đến những người dạy về các cháu thiên nhi. Thực sự ra có vài điều thái quá và lòng tôi buồn. Thưa quý ông bạn cho em rằng quý vị, tất cả mọi người hầu về Chúa chúng ta được kêu gọi để yêu thương. Hãy yêu thương. Chúng ta được kêu gọi để kiên nhẫn. Nếu quý vị chơi với mấy đứa nhỏ sẽ thấy rằng sẽ có những thách thức mà hãy bắt đầu bằng tấm lòng yêu thương. Hãy bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, hãy bắt đầu bằng sự dạy dỗ các em. Như tôi thường nói đó là Chúa đặt chúng nó trong tay của chúng ta. Những người cha người mẹ có trách nhiệm về con của mình hội thánh của Chúa giống như cha mẹ khi Chúa đặt trong tay của mình, cho nên chúng ta có trách nhiệm yêu thương, kiên nhẫn và dạy dỗ chúng nó. Tôi ước ao rằng tất cả những người nói với các em về lời Chúa bày tỏ bắt đầu với tình yêu thương hơn là bất kỳ một điều gì khác. Cho nên tôi mong rằng những người dạy thiếu nhi sẽ kinh nghiệm điều đó. Có lẽ quý vị không tìm thấy bây giờ đâu. Mười năm sau, vài chục năm sau, chúng nó là những đứa mà nói lại với quý vị rằng ngày hôm đó trong lớp trường Chủ nhật con đã được cô giúp đỡ, cô dạy con, cô cho con cái này cái khác. Tất cả những người dạy kinh thánh như chúng tôi thời mà tôi dạy những đứa nhỏ đó, nhiều chục năm sau chúng ta mới nghe được điều đó. Quý ông bà, anh chị em đừng mong đợi ngày mai mà điều đó sẽ xảy ra. Hãy cứ mang, hãy có tấm lòng dạy dỗ những đứa trẻ của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi ước ao rằng chúng ta đang làm tôi mong rằng điều này sẽ lớn lên. Những đứa trẻ này nó sẽ không mắc trong gia đình hội thánh của Chúa. Hãy kiên nhẫn, hãy có tấm lòng, hãy đầu tư và dạy dỗ. Điều thứ ba đó là xây sửa cơ sở. Tôi nói với chuyện vi vị việc này. À, nó rất là cụ thể có lẽ làm việc nhiều nghe ít nhiều đây là cái lòng của tôi à, khi chúng ta ở đây đó hội thánh miếng điện như tôi kể với quý vị Hội thánh miếng điện họ ước ao à họ có xây rồi định là xây với chúng ta phía sau nhưng mà khi dự định là xây thêm một cái nhà phía sau đó, đó tốn khoảng chừng một triệu rưỡi đến một triệu bảy chúng ta không có đủ tiền và chúng ta khó để có thể làm được điều, điều đó nhiều người tăng trở về việc này và sau này thì nhớ bây giờ chúng ta phải sửa phòng ốc phía trong, chúng ta có một cái phòng gym, chúng ta có thể làm điều đó là bởi vì thế này, hiện nay đó thiếu nhi chúng ta đông lên. Các cháu cần phòng để sinh hoạt. Chúng ta phải có phòng cho chúng nó sinh hoạt. Nhưng mà điều đó có nghĩa là các em thiếu niên youth phải có phòng sinh hoạt. Bây giờ thì trước đây là cái phòng phòng Kingdom Kids bên kia là tất cả là dành thiếu nhi. Từ ngày dịch đó thì youth dùng cái phòng đó. Bây giờ các em ra khỏi đây nó vào một cái phòng mà có một cái phòng tắm nhỏ nhỏ đó, mười mấy đứa này nếu mà nhét vào chỗ đó quý vị có thể thấy là không chịu được, nó cần phòng. Nhưng mà nếu nó chiếm cái phòng kia thì dứt ở đi đâu. Vì vậy cho nên uh, chúng tôi đã nói điều này, dĩ nhiên nó sẽ tốn kém nhưng tôi nói điều này rất là uh, phải sửa lại cái phòng chim và một số các cái phòng khác có thể làm được. Tôi cảm ơn những người ở trong ban kế hoạch cơ sở đã có tấm lòng, có công sức. Và tôi kêu gọi quý vị thế này, chúng ta sẽ tốn kém, sẽ tốn tiền điều đó là chắc. Nhưng mà tốn tiền có mục đích, bởi vì điều đó để cung cấp cái cơ sở sinh hoạt, cái phòng chim của chúng ta sẽ có nhiều phòng học khác nếu chúng ta có thể làm được. Chúng ta vẫn có thể được làm một cái phòng thờ phượng cho các cháu thiếu niên. Chúng ta vẫn có thể làm một cái phòng ăn và chúng ta có thể làm một phòng chơi. Và đó là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ. Hy vọng là cái hình ảnh đó nó sẽ rõ hơn cho quý vị. Nhưng mà tôi chia sẻ điều đó là tại vì hiện nay đang nói chuyện về việc đó tôi ước ao rằng trong năm nay và năm tới chúng ta có thể làm được điều, điều đó để đáp ứng cho nhu cầu của hội thánh đây là điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện cho hội thánh cho những người làm việc hãy khích lệ nhau hãy take a risk ở trong cái tức là một chút mạo hiểm trong đức tin tin rằng đó là điều tốt đẹp đức chúa trời dành cho chúng ta chúng ta sẽ có một số những cái sự um, hao tổn về công sức về tiền bạc nhưng mà tin rằng đó là điều tốt tôi cầu nguyện rằng đó là điều tốt lành cho hội thánh chúa tại nơi đây nếu chúng ta có thể làm được đó là điều mà tôi ước ao tôi mong đợi trong những ngày sắp tới chúng ta có thể làm được điều thứ tư đó là đầu tư cho một vụ anh ngữ cho những người trẻ thiếu thật quý vị lòng tôi cứ quặn thắt mỗi lần tôi nghĩ đến những người trẻ rời hội thánh tôi có danh sách hội thánh và mỗi tuần tôi cầu nguyện trong từng gia đình ở trong danh sách đó và mỗi lần cầu nguyện với những gia đình mà có được những đứa trẻ mà khi tôi đến đây tôi gặp chúng nó rồi nó lớn lên nó rời nó bỏ đi một vài em đến nhóm một vài hội thánh khác nhưng nhiều số trong các em đó không sinh hoạt vào hội thánh bỏ nhà thờ tôi cũng nghĩ có thể chúng nó bỏ chùa tôi không biết trước đó nhưng mà những ngày tôi đến đây tôi đã gặp thấy điều đó và điều đó mỗi lần tôi cầu nguyện lòng tôi quặn thắt nhiều khi tôi nghĩ tại sao Chúng ta có tiền Chúng ta có nhà Chẳng lẽ những đứa bé mà đứng tại đây Nó lớn lên rồi nó sẽ có ý như vậy sao Nó đi ra nó học Chúng ta ước ao rằng nó sẽ giữ tin Nếu nó không ở đây được Thì nó đi một chỗ khác Tại sao Điều gì Xảy ra cái nông nổi như thế này Trong hội thánh chúng ta Nhiều người bảo rằng Nó lớn lên nó y như vậy Một sư Tôi đến nhiều hội thánh khác Tôi đến uh, là Green Oak Tôi đến nhiều hội thánh khác, họ các em nó vẫn ở đó. Nó đi một số nhà số khác ở đó, nó đi làm, nó ra, ra, học đại học, nó ra đại học, nó trở lại đó, nó vẫn sinh hoạt. Tại sao không phải chúng ta? Tôi đi qua bên uh, Florida. Một hội thánh rất nhỏ đó, tụi tôi nói đó. Tôi vào trong phòng học, một sư dẫn tôi vào phòng học. À, nó nhỏ bằng nó bằng cái phòng học của cái lớp của chị bé đang học các em thiếu thiếu nhi đó thiếu niên nó ở cái tuổi khoảng chừng 13 đến 15 17 tuổi nó ngồi một cái lớp học rất là đàng hoàng, rất là nghiêm ngăn nắp. Tôi thật quỳnh quý vị đó, tôi nhìn ra mà tôi thầm ước rằng ước gì hội thánh forward có một được một nhóm như vậy. Đó là lòng của tôi khi tôi nghĩ điều đó. Tôi đến đó một vài tiếng nhưng mà điều đó xảy ra trong tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng tại sao? Thậm chí đôi khi có biết rằng có nhiều người đổ thừa chúng ta đổ thừa cho nhiều lý do đổ thừa cho cái xã hội chúng ta đổ thừa cho cái đất nước chúng ta đổ thừa cho cha mẹ nó mới trước đây rặn nước mấy ông này giận nhau rồi cuối cùng bỏ rồi nói chuyện ở trong nhà thờ cha mẹ giận rồi về nói với ở trong nhà thờ mẹ nói này nói với cha cái thằng đó như vậy con nó như vậy và cuối cùng mới là nó cái điều đó đến trong tay của mấy đứa nhỏ mới đứa nhóm tích trở lại chúng ta có nhiều lý do để chúng ta đổ thừa ra và tôi nghĩ rằng điều đó nó không giải quyết được năng đề Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đầu tư hội thánh đức chúa trời phải ở đây phải đầu tư phải bắt đầu từng tấm lòng cho nên tôi chưa quyên bàn cho em điều này nếu quý vị để ý thấy đó thì trong từ ngày dịch đến bây giờ giáo sư Jim đến ông bà chống chọi với việc đó đến giờ này thì một số các em lớn lớn nó đi nó sinh hoạt rất là thưa thớt anh chui đến hội thánh anh giúp được trong nhóm đó anh đem cái trăng trở của anh đó anh chia sẻ với tôi tôi không có cơ hội để nhìn thấy nhưng nếu các bạn chị em có cơ hội nhìn thấy chúng ta không đau lòng về việc đó sao chúng ta không quặn thắt về việc đó sao cho nên tôi kêu gọi hội thánh điều này hãy đầu tư để có thể cầu nguyện bằng bằng tấm lòng của chúng ta chúng ta có thể đầu tư tiền bạc để làm một điều gì đó vì nếu hội thánh chúa tại đây có năm bảy trăm ngàn trong tay nếu chúng ta có cơ sở tốt mà con cháu của chúng ta nó rời đi thì phước hạnh gì đúng không? không phước hạnh gì hết khi con cháu chúng ta đi. vì vậy cho nên tôi kêu gọi quý vị điều này, hãy cầu nguyện. tôi ước ao đây là ước ao của tôi, tôi cầu nguyện rằng có lẽ mong đợi rằng hội thánh chúa vào đây phải có một vị mục sư toàn thời gian về ảnh ngữ. À, tôi không biết điều đó bao giờ xảy ra nhưng mà đó là liệu lòng của tôi chúng ta phải làm được điều đó cho nên à, à, đây là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn cho em có thể có thể làm bắt đầu từ bây giờ trong sự cầu nguyện chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa để hội thánh Chúa có thể làm được những điều chúng ta vừa chia sẻ tôi à, tôi đến tôi à, đề để dự lượng diễu linh trong một buổi à, thờ phượng của chúng tôi vào tối thứ ba vừa rồi thì mục sư Nguyễn Hùng Vương là vì mục sư ông đến từ Úc, ông giảng. Lần này ông cũng sẽ giảng ở tại trà chúng ta tại đây. Cái câu kinh thánh mà ông giảng đó là ở trong tin lành dân đoạn 14, câu số 12. Ông giảng như tin này câu đó nói rằng, Chúa Sư nói rằng quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về con cha. Đó là lời thách thức. Chúa nói rằng nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta cũng làm giống như Chúa làm và thậm chí còn làm lớn hơn nữa. Và ông thách thức như thế này, chúng ta dám tin điều đó không? Rồi chúng ta có dám xin điều đó không? Và ông thách thức nữa là chúng ta có dám làm điều đó không? Và thậm chí ông nói rằng, oh, ông ông cơn bảo rằng nếu quý vị có cơ hội nghe lại bài giảng thì ông nói rằng người chúng ta thì có cái mộng bình thường á, biết cái mộng bình thường là cái trái lại cái tên của một bài hát phải không? Và nhiều người đó chúng ta cái nghe mộng bình thường là như vậy nhưng mà ông bảo rằng tại sao mình làm mộng bình thường tại sao mình mơ thường thường mơ bự lên <laughs> dream big vì vậy cho nên hãy mơ chuyện lớn hơn và ông nói rằng có những mình phải mơ làm chuyện lớn và ông nói ngược lại đôi khi chúng ta dễ dàng làm lớn chuyện <laughs> cái chuyện chút xíu mà chúng ta làm lớn chuyện mà chuyện lớn thì không chịu làm cho nên bây giờ đổi chữ lại khi nào mà chúng ta nghĩ đến làm làm lớn chuyện đó quý ông bạn cho em hãy làm chuyện lớn cho chua và đó là điều mà ông nói vì vậy cho nên tôi kết thúc điều này với quý ông bạn cho em với lòng của tôi về những ngày tháng mà chúng ta nghĩ rằng Tôi không, có lẽ bởi vì nó là một sư nói cho nó nhọn nó, nó ngọt ngào nó nhẹ nhàng chút xíu nghe muốn tới để có lòng mình mất bước nhưng mà đây là công việc của hội thánh đức chúa trời tôi tôi không biết tôi còn bao lâu nữa để có thể nói điều này cái cảm thác chia sẻ với ông bạn chia điều này nhưng tôi tin rằng đức chúa trời muốn rằng hội thánh chúa thành ở đây phải phải yêu thương nhau phải đoàn kết phải lớn mạnh và hội thánh ở đây phúc âm phải truyền ra ngoài kia rất là nhiều đồng bào của chúng ta ở ngoài kia hư mất mà chỉ đây chỉ có một hội thánh tại nơi đây, đây tại sao chúng ta không làm được điều đó cho nên xin Chúa giúp tôi với quý ông bà anh chị em hãy dám tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm qua đời sống của chúng ta hãy xin điều đó hãy công nguyện điều đó hãy nói điều đó để Chúa Trời làm và chúng ta có thể dám bắt tay nhau cùng làm cho nên nếu có chỗ nào bắt đầu để có thể làm xây dựng hội thánh của Chúa đó quý ông bà anh chị em chỗ đó bắt đầu từ đây tôi mong rằng tất cả mọi người trong chúng ta nói rằng tự xét lại lòng mình chúng ta nghĩ gì về công việc chúa và hội thánh của Đức Chúa Trời? cho nên tôi kêu gọi các bạn chị em làm như vậy. Bây giờ tôi mời một người đứng lên. Thực ra khi đến phần này tôi là nghĩ về tấm lòng của những người giáo thái với đất nước của họ. Họ lập quốc cách đây trên bảy chục năm. đứng trước những cái gian nan thử thách. nhưng mà điều quan trọng đó là họ đứng với nhau trước những thách thức tôi tin rằng hội thánh của chúa tại nơi đây một cái sai của hội thánh của chúng ta không phải là ít không phải là nhỏ tôi mong rằng xin chúa đặt cho tôi trong điều đó với ông bà anh chị em chúa lay động lòng của chúng ta có khát thèm để có thể hầu việc được chúa trời mọi người chúng ta nhắm mắt cúi đầu và cầu nguyện